Ok ok, xin chào mấy bạn tới với lại vlog tiếp theo của mình nha. Thì vlog trước mình có nói tới cái hệ thống lọc, hệ thống lưới phân lại, giữ phân, tách phân lại thì hiện tại nó hoạt động khá tốt. Quay khổ lên màu, chịu bơi, vàng, ngắm sướng lắm. Huyết cũng lên màu. Nói chung là tất cả mọi con đều lên màu. Không hiểu sao cái con quỷ này nó không chịu ăn. Con cá cha nè, nó không chịu ăn. Thôi kệ bà nó, khi nào nó đói thì nó sẽ ăn thôi. Đó, thì anh em thấy đó, khổ lên màu nha, vàng rực luôn. Nhìn ra khá là đã. Cái này mà đi làm về stress, ngồi ngắm thôi là sướng lắm. Về... Ok, thì hôm nay mình cho tụi nó ăn cá chép. Tên phản ứng liền nặng quá. Này là 1 kg cá chép nhau các bạn, mấy bạn. Thì ký này mình mua 150. Ok, cho ăn thôi. Tự nhiên nhét cá, bỏ cá chăm, bỏ cá mồi vô, cái tự nhiên mấy con cá này nó đen lại, làm như tụi nó sợ cá mồi sao. Ăn là phải sung lên, phải vàng lên chứ mấy đứa. Để anh đưa tụi mày lên YouTube chứ. Cái con mình đang phô kết nè, nó bị đục hai mắt từ nhỏ, bẩm sinh của nó là vậy. Nhưng mà nó chịu ăn lắm. Yeah, mình giữ lại nuôi, mình không bán. Cá con cá ra nút ha.
tới cái hồ trong này. Hồ trong này thì nó hơi hẹp cho nên mình không có quay. Mình ngồi trong này thì cũng có mấy con này nè, cổ nè, rồi bối nè, đó. Rồi, ăn thôi mấy đứa. Được. Con cá hổ này nó lừa người dã man luôn. Như cái nằm đây rồi xong cá tới bập vậy thôi à. Chẳng có thèm dí bắt cá nữa. Con nào cũng con nấy bụng bự như là bụng bia vậy. Đó, nè, đó. Để tới cái bập, để tới bập. Lười biếng. Clip tới đây đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Để mình có động lực làm thêm nhiều video hay nữa. Cảm ơn. Chào các bạn. Bye bye.